Bôi vôi vào vùng kín chữa cơn đau đột ngột, nam sinh bàng hoàng mất một bên tinh hoàn. Thiếu niên 14 tuổi 5 ngày trước đột ngột đau bìu trái nhưng ở nhà không đi khám, tự lấy vôi bôi vào bìu nhưng mãi không có kết quả như mong đợi. Sau 5 ngày, gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang khám, kết quả xác định nam sinh này có tinh hoàn trái bị xoắn ngày thứ 5 đã hoại tử. Bệnh nhân đã được kiếp mổ ngoại thận tiết niệu phối hợp với khoa phẫu thuật gây mê hồi sức phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn trái, cố định tinh hoàn phải thành công. Hiện tại sau phẫu thuật, bệnh nhân đã ổn định, dần phục hồi sức khỏe và tiếp tục được điều trị chăm sóc tại viện. Bác sĩ cho biết đau bìu cấp là một cấp cứu ngoại khoa, khi có dấu hiệu đau ở bìu, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế để khám kiểm tra chẩn đoán sớm các bệnh lý gây đau bìu cấp như là xoắn tinh hoàn, xoắn phần phụ tinh hoàn, thoát vị bẹn nghẹt. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang, giám đốc trung tâm nam học bệnh viện Việt Đức cho biết, xoắn tinh hoàn hay gặp ở độ tuổi từ 13 đến 21, bệnh lý thường hay gặp lúc đang ngủ hoặc là sáng dậy chợt tỉnh giấc vì cơn đau đột ngột. Đây là trường hợp cấp cứu, khi tinh hoàn bị xoắn trên 6 giờ đồng hồ, có thể bị mất chức năng và phải cắt bỏ. Vị chuyên gia này khuyến cáo khi nam giới có bất kỳ biểu hiện đau tức tinh hoàn đột ngột, còn nghĩ ngay đến xoắn tinh hoàn nên đến khám ngay. Các bác sĩ nam học gặp rất nhiều trường hợp đáng tiếc phải cắt bỏ tinh hoàn, như nam sinh quê ở Tuyên Quang trên đây. Do khi đến bệnh viện đã quá thời gian vàng cấp cứu, đặc biệt là ở độ tuổi đang phát triển hay ngại ngùng, sợ bố mẹ mắng nên không nói với gia đình, cố nhịn. Khi gia đình phát hiện thì đã quá muộn. Thậm chí có những trường hợp biết con bị đau từ chập tối nhưng ngại đêm nên chịu nhịn, qua giấc ngủ 6-7 tiếng thì đã quá thời gian vàng, rồi mới đi viện, gây trường hợp đáng tiếc, phó giáo sư Quang chia sẻ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.